Quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ là làm là video hướng dẫn các bạn tô màu những bức tranh mà các bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Từ mình tắt. Mày đùa tao. Mà đây. Từ mày tắt ta đưa. Đây hả? Vâng. Nhà cầu. Nước khăn quất ngoài sức mõm một quả thịt nước anh không tìm ra lời mẹ gì dây cái cổ đéo để nó cứ bè bè quanh quanh ở đây ghét quá lồ mẹ vậy là mình tông vào xong. Nếu bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn cả các bạn rất là nhiều. Mẹ thằng nào hồi đó quẻ nữa kệ sức khỏe rồi cho sang cái thời này cho nó đại không chịu lại hít mà cho mẹ sạch lâu quá để sạch ra như trời lại đi. Đi cái sao này à? Lấy cái đây. Cái nào? Xa, xa tròn. Đây. Úi, cái này không tới. Ôi, bảo rút cả. Mày bị điện. Đổi xa. Xa này tí, xa tí, xa kia mới dài. Giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Rồi có hai mấy cái tiền. Rồi em sao? Hết mẹ thập phẩm rồi.
Mình nói tôm vào xong nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ là làm là video hướng dẫn các bạn tô mò những bức tranh mà các bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi bị tô mò cho các bạn. Ừ, đến nay chỉ còn gì? Hăng ngày đi. Remix đi chả chả nhanh. Trời. Remix như chả nhanh. Mà nghe cái nhạc khác thì mà bài ngôi nhà cu đê nhai cừ cái gì mà ngôi nhà cu đê cừ
Đấy, này, vậy là bên tôi.